Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình muốn take care, muốn chăm sóc cái dàn lan của mình một chút xíu nha các bạn nha. Cái này là mỗi khi mà nó có bông á, mình lột những cái vỏ này đi thì để cho cái thân của nó được đẹp hơn. Mà mình có mấy lúc mà trời mà mưa vừa xong á nha, hoặc mình tưới vừa xong á thì nó mềm lắm, nó dễ làm. Lột mấy cái này luôn để cho nó được đẹp. Mấy khi mà lan mà trổ bông rồi á, mình mới bỏ thời gian ra để ăn làm mấy cái này, lột cho nó sạch nè. Một chậu bông thôi mà quá bự luôn. Thơm quá chừng thơm luôn. Lan hay lắm các bạn. Mỗi khi mà trời nóng á, trời nóng chừng nào á thì cái mùi thơm của nó bắt đầu nó nức mũi lên chừng đó. Các bạn coi nè, nó chậu bự như vậy nè. Có một vài cô chú cứ nói là Lục Bình ơi muốn mua lan. Nhưng mà nói thiệt là những cái chậu lan nó lớn như vậy nè, mỗi khi mà mình muốn thiết kế nó là mình cũng nhờ ông xã mình bưng ra để đặng mà mình dọn dẹp, chứ nó mình bưng cũng không nổi nữa. Chậu này là nó trổ trước nè, nhưng mà những cái chậu này là trổ sau nè. Hèn ơi, ham quá đi á. Cái này nói thiệt thì nó cũng bị hơi nhiều. Nếu mà mình chăm sóc nó mà mình chăm sóc đúng ha, là cái cây này nè, cái thân nó còn bự nữa. Hy vọng là sẽ có thời gian, tại vì ông xã của mình thì mùa hè mới nghỉ. Mà mấy cái này nè, công việc này là làm mà không thể nào làm một mình mà làm được hết á các bạn. Phải có ông xã mình một tay. Ôi chú trời, có cái cây này nó là màu đỏ nè, làm sao để mình đem nó ra. Màu lớn ghê luôn á. Nhớ hồi trước á là cái chậu này nhỏ xíu ha. Mà nay nó lớn đùng đùng rồi nè. Bên cái này chia ra được rồi nè. Nè các cô chú các anh chị thấy cái chậu này không? Nó luôn nó nhúc nhích nè. Cái này là mình sắn xuống đây rồi mình chia ra là năm sau mình sẽ có được hai chậu. Cái này nó là màu đỏ nó không thơm nha các bạn. Lan Úc mà màu đỏ nó không thơm. Chỉ có cái màu vàng, màu trắng, màu kem thì nó thơm, còn màu đỏ nó không cơ thơm. Nè nè, nó nở rồi nè. Để mình quay qua bên đây cho các cô chú các anh chị coi cái bông nó nở nè. Nó cũng không có đẹp bằng màu vàng đâu, nó chỉ lạ thôi à. Nó màu đỏ thấy không? Đỏ tím đỏ. Mà nó cũng ngắn hơn nữa. Mà nó cũng không có mùi thơm nha các bạn. Đẹp thiệt là đẹp luôn á. Nhưng mà mấy bữa nay trời lạnh nên chưa có thơm lắm. Nó dài thiệt là dài luôn nè. Ở bên đây mình còn mấy trái bưởi da xanh. Mình muốn hái mấy trái bưởi da xanh nha các bạn. Thì ôi cô nè, này nó dài, này là chưa dài hết đâu. Còn cả hơn 2 gang luôn á. Đẹp quá hả? Mình có nuôi một con nhồng. Nó bắt đầu biết nói. Mà nó hay gọi tên nó kêu chị Nga, nó kêu bà Tám ơi. Nó đâu rồi? Vui lắm. Đó, nó đâu rồi? Nó về Việt Nam rồi, bà Tám về Việt Nam rồi. Kêu đi bà Tám ơi. Kêu đi bà Tám ơi. Đẹp quá luôn các bạn ơi. Cùng ngắm lan Úc với mình các bạn nghe. Đó. Nở coi nè, nó nhiều hơn lá luôn á đó. Đó, thấy em chưa đó, bà Tám ơi. Mình còn bưởi da xanh, mà da xanh của mình vui lắm. Năm nay nó trổ mắc cười lắm. Bây giờ là người ta ăn hết trơn rồi, nó mới vàng vàng thôi, thành ra mình sẽ ăn sao. Mình muốn khoe với các cô chú các anh chị nhánh bưởi, mấy cái nhánh bưởi mà mình tháp á, nó phúng lên, nó quá chừng đọt luôn nè, thấy ham quá à. Nhìn cái mấy cái đọt bưởi nhìn thấy cưng quá các bạn ha. Đó, non mướt luôn. Đó là những cây bưởi da xanh của mình nha các bạn nghe. Nè, nhìn thấy cưng không? Nhìn cái mấy cái chòi non của nó là mình thấy thích nha các bạn ha. Năm vừa rồi là mình rất là khổ tâm với cái sâu dễ bùa luôn các bạn. Mình làm gì nó cũng nhăn nhó, nó
cũng bị damage, giống như cái kiểu giống như là nó bị bệnh nặng luôn á. Rồi cái mình mua thuốc bỏ vô dưới gốc á thì đúng như vậy luôn. Ở Home Depot nó bán á các bạn, cái thuốc đó mình pha rồi mình đổ dưới gốc á là nó sẽ hết liền à. Mà một năm mình chỉ đổ một lần thôi, mình chịu khó thì mình thấy nó quớt nè. Đây nè, cái chùm này ba trái nè, mình phải thu hoạch nó đặng cho nó, đặng nó chưa nuôi trái đó nè các bạn. Có bông luôn nè, bữa da xanh nó quá chừng trái bông luôn, nặng ơi cầm mỏi tay luôn á. Sợ trời chiều nhanh rồi sẽ bị tối á, thành ra bây giờ mình sẽ chạy về bên đó để mình thu hoạch hết những cái rau cải còn lại các bạn nghe. Dọn bớt đi cho nó sạch. Mấy cái cải này đụng tới nó là nó thơm ghê. Mà chưa gì nó có bông nên mắc cười chứ. Như củ này, nếu củ này có bông mình hái củ này trước đây. Nở ha. Xong chưa gì nó có bông mình. Thơm. Quạch luôn mấy củ cà rốt này nha các bạn. Các bạn biết không, nó nhìn nó không có đẹp vậy đó, nhưng mà ăn nó thơm ngon lắm. Năm sau mình sẽ cải thiện được. Trộn kiểu khác, trộn kiểu này không đã, không có bự, nhỏ nhỏ thôi. Nè. Củ này hiện ơi cho nó nở nè. Nếu mình không nói của cà rốt không ai biết á, thì nó trồng tròn giống như của khoai vậy ha. Mà ngộ anh á, của cà rốt nhà mình trồng nó ngon ha anh ha. Lạ quá à. À mà anh nhớ hôm trước mình ăn thử không? Ăn ngon ghê á. Ngọt. Mà nó giòn ha. Nó mềm, giòn mà giòn mềm á chứ không phải giòn mà cứng. Củ tròn tròn giống như củ dền, cà rốt mà trồng củ giờ củ cười. Lúc đầu em trồng em cũng lo, ủa sao mình trồng không ra. Sau này mới biết có cái cô kia cổ nói là trồng cà rốt là phải trồng gieo hộp, rồi mình cứ nhổ bỏ giống như là từ từ á, chứ còn mình nhổ nó lên á cái mình cấy lại là nó bị đứt cái rễ chuột đó rồi, nên cái củ nó không còn dài nữa. Cũng hợp lý. Từ đó không thắc mắc nữa. Chứ còn giờ giống như giờ nó mọc như củ sâm. Anh coi nè, hai đứa nó mọc. Cái nó quấn với nhau nè, tại vì mấy cái rễ chính của nó là đứt rồi. Y như củ sâm nhá. Này là mình gọt mà muốn ăn nó gọt cũng cực á. Này đem về bên kia cho mấy chị. Cho mấy chị gọt. Mấy chị giờ có chị không có chưa có việc làm á. Thành ra sẽ có hơi đi nè anh coi. Cái rễ nó dính với nhau à. Mọc kiểu gì không hiểu luôn á. Chút xíu mà. Nè nó vậy nó mới đúng mà. Nhỏ lớn gì cũng không biết, nhưng mà cà rốt là phải cái củ dày dài vậy mới đúng. Đó. Rồi
đó. Hiền ơi, chút chút không năm sao hả, không trồng cà rốt kiểu này nữa đâu. Trồng cà rốt kiểu này kỳ quá. Cái này là cái bắp cải, tí hon mà màu tím nè, nó mọc kìa, mọc chi chích. Cái này mình xào ăn các bạn nha. Ôi dạ, nó mọc như là dâu vậy á, ngọ thiệt á, mọc từng cái mắt lên luôn. Cái này là cải bó xoay nè, cải chân vịt á, trong tiếng Mỹ họ gọi là spinach. Mình xào tỏi ăn nha các bạn nha. Ngộ nha, còn tại sao mà nó kêu bằng cải chân vịt này, chắc có giống cái chân vịt không? Cái này ăn tốt lắm, ăn là nó có nhiều chất sắt mà, nhiều chất iron bổ máu, dễ ha. Nó giòn ghê, đụng tới cái nó cũng gãy à. Chân vịt nè, cải chân vịt để tôi nói này rồi. Hôm qua bên đây mình hái một ít cải qua bẻ xanh nha các bạn nha. Thơm quá hả? Đúng rồi, cả ăn bánh xèo, ăn cả nấu canh, cả cá thác lát, canh thịt mầm gì đều ngon hết anh. Nó lớn nhanh lắm, mau ăn dễ sợ luôn á. Ôi thơm bác nhé. Đó. Cái này là có được một mớ cải nữa đây nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô để rằng mình luộc cái mớ cải này mình ăn cơm chiều. Lẽ ra còn một số rau cải để mà mình thu hoạch nữa, nhưng mà thấy trời tối rồi, bây giờ mình xin dừng video ở chỗ này các bạn nha. Cảm ơn các cô chú, các anh chị đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt.